Rồi xin chào anh em nha, tiếp tục video tiếp theo nha. Sáng hôm nay đây mình tiếp cũng trước nhặt anh em một em Giang Ma 4GH chuyên dòng cao cấp nha, 45 mã lực, 3400 tua, số 3.13, nước sơn có dập nhiều chỗ nhưng mà rinh rã đã dát hết. Anh em nhu cầu sơn phết thì sẵn sàng sơn phết miễn phí cho anh em nha, rinh rã đã dát hết. Máy nổ đất chủng nè, không hơi thừa không phải trắng nha, bê tông này 7-8 ly nha. Rồi lên ra coi thử test cho anh em xem.